tâm, đây là anh Thắng, là người yêu của chị, cũng là anh rể tương lai của em đấy. Anh ấy biết em thích ăn thanh long nên là anh mua cho em này. Không được, không thể như thế được. Chị không được cưới anh ta, em không đồng ý đâu. Sao em lại cư xử như vậy? Này chị em cứ ngồi nói chuyện với nhau đi nhá. Anh chạy đi rửa hoa quả đã. Vâng. Tâm, em làm vậy anh Thắng sẽ nghĩ gì? Chị đưa anh ấy về ra mắt là để thông báo, chứ không phải để hỏi ý kiến em. Thật sự thì anh ta không xứng đáng có một người vợ tốt như chị. Chị có hiểu không? Sao em lại nói vậy? Em biết anh Thắng từ trước sao? Không phải như thế, mà là... À đúng rồi, theo nhân tướng học ấy thì em thấy anh ta không có gì gọi là một người tốt đẹp cả. Tưởng chuyện gì ghê gớm lắm. Em đừng có suy nghĩ nhiều. Mà chị đã quyết rồi, anh chị yêu nhau thật lòng, cũng đủ hiểu nhau để về chung sống. Em cứ tin ở chị. Thôi được rồi, nếu chị đã cương quyết như thế thì em tôn trọng quyết định của chị. Chị ngồi đây đợi em một chút nhá. Em chạy vào rửa hoa quả, rồi có gì xin lỗi anh ấy luôn. À với cả chị đừng có vào nhá, để không khí bớt căng thẳng. Đừng có làm chị thất vọng đấy. Vâng ạ. Em làm cái gì vậy? Tại sao lại là chị ấy? Mà không phải là em. Anh hết yêu em thật rồi. Em đừng có làm như thế nữa. Vẫn biết Vân buồn này. Cái gì đã là quá khứ thì em để nó ngủ yên đi. Anh bây giờ chỉ quan tâm đến hiện tại và tương lai, và Vân của anh thôi. Vậy là anh hết tình cảm với em thật rồi. Em nên nhớ, em là em gái của Vân, còn anh là anh rể tương lai của em đấy. Mẹ cứ ở đây với vợ chồng con ạ. Sao bà ta lại ở đây? Tâm, mẹ chồng chị sẽ ở đây với vợ chồng chị luôn. Với cả bà ở quê một mình nên chị cũng không yên tâm. Mày tới số rồi con. Tao tới đây để canh cái mỏ hỗn của mày đấy. Mối quan hệ của con và Tâm vốn dĩ đã không bình thường. Nay con và Vân vừa mới kết hôn, con không yên tâm về con nhỏ đấy đâu. Nó sống ở đây không khác gì quả bom nổ chậm. Mày lên đây để tiện đường xử lý, mà cũng ăn sung mặc sướng hơn ở quê nhiều. Được, mẹ sẽ có cách nói để con Vân nó không có đường từ chối được với mẹ. Con yên tâm đi. Sao anh chị không bán trước với em? Đây là ý của anh ta đúng không? Đây là ý của chị. Đều là người một nhà với nhau, sao em lại nói khó nghe thế? Hay là em không thích vì mẹ anh xuất thân từ dưới quê lên à? Thôi, có khi để mẹ về quê mẹ ở một mình cũng được. Chứ ở trên này ấy, rồi thành ra chia rẽ tình cảm, chị em con mất hay đi Vân à? Mẹ, cái Tâm nhà con mồm mép đanh thép thế thôi, nhưng mà nó không nghĩ gì đâu mẹ ạ. Mẹ đừng suy nghĩ nhá. Anh nói anh yêu chị tôi, tôi để yên cho anh lấy chị ấy. Nhưng mà có vẻ anh đang có mưu đồ gì để hãm hại chị tôi đúng không? Anh yêu tiền của chị tôi, chứ yêu gì chị ấy. Nhưng bây giờ không phải là tốt sao? Nếu như em buồn, em có thể gọi anh về phòng tâm sự cùng em, giải quyết nỗi buồn cho em và cùng nhau nhớ về chuyện cũ. Anh biết là em chưa thể quên được anh đâu. Đúng, tôi làm sao mà quên được. Tôi làm sao mà quên được lý do mà ngày xưa anh và tôi chia tay cơ chứ. Úi dồi ôi, Tâm, sao cháu lại làm gì thế? Hai người đang làm gì vậy? Anh xin lỗi, tất cả là do anh. Là do anh không dám nói với em rằng Tâm là người yêu cũ của anh. Người yêu cũ? Sao có thể như vậy được? Tại sao lại giấu em? Anh cũng rất bất ngờ khi biết Tâm là em gái của em. Anh cũng đã nói với Tâm rằng là anh và Tâm đã hết tình cảm với nhau rồi, và anh chỉ có một mình em thôi. Nhưng mà Tâm thì không. Tâm nói là Tâm vẫn còn tình cảm với anh. Và sau đó thì... Cô Tâm này, cô cũng lớn rồi, cô làm việc gì cô cũng nên suy nghĩ. Dù sao Vân cũng là vợ của thằng Thắng. Thôi con, em nó trẻ người non dạ nên nó mới làm như vậy.
chị tin những gì hai người họ nói hay sao? Chính hắn ta mới là người làm những trò bị ổi đấy với em. Em là người bị hại cơ mà. Không, chính em là người đã lôi anh vào đây cơ mà. Nếu không tin thì có thể check camera. Đúng, đúng là tôi kéo anh vào đây. Nhưng mà là vì... Thôi, chị không muốn nghe chuyện này nữa đâu. Chị không tin em thật à? Chị rất muốn tin. Nhưng mà những gì chị nhìn thấy đều là thật. Bây giờ thì chị đã hiểu trước đây vì sao 5 lần 7 lượt em làm khó đủ kiểu, không cho chị đến với anh Thắng. Thôi được rồi, nếu chuyện đã đến nước này thì em sẽ rời đi, nhưng để lại vì chứng minh mình trong sạch. Còn hai người, hai người cứ đợi đấy, tôi sẽ không để yên đâu. Cuối cùng ấy, cũng bỏ được quả bom ở trong nhà. Nhưng mà chị em ruột ấy, thì mẹ nghĩ khó bỏ nhau lắm con. Con đâu thể để chuyện đấy xảy ra. Con đã đổi số điện thoại Tâm thành số điện thoại mới của con rồi. Phải làm chia rẽ tình cảm chị em nó. Vở kịch mới chỉ bắt đầu thôi. Em đừng suy nghĩ nhiều nữa. Để anh xuống bếp nấu mì ý cho em ăn. Ăn xong tâm trạng của em sẽ tốt lên nhiều đấy. Cảm ơn anh. Đúng là chỉ có anh hiểu em, ngay cả khi em không nói ra. Chờ anh nhé. Tại sao lại không gọi được nhỉ? Chẳng lẽ chị Vân hận mình đến mức muốn chặn số mình hay sao? Mình phải gọi điện cho Tâm để xem đầu đuôi câu chuyện như thế nào. Mình cảm thấy có gì đó không đúng. Vốn dĩ cái Tâm nó không hứng thú với chuyện yêu đương, vì muốn chú tâm vào việc học thạc sĩ. Người theo đuổi đến nỗi đuổi đi còn không hết cơ mà. Nếu anh Thắng là người yêu cũ của Tâm thì anh ấy là người tốt hay là người xấu? Tại sao lại chia tay? Vì sao cái Tâm lại một mực không cho mình lấy anh Thắng? À, mình nhớ ra rồi. Tức thế nhở? Có chuyện gì thế? Chị có bao giờ thấy cái thằng đàn ông nào mà cắm sừng em xong lại có đi chửi em không? Mẹ của hắn ta còn chửi em là cái loại thấp kém, thế nên là bị cắm sừng là đúng. Mà nữa, bà ta còn có cả một cái nốt ruồi to đùng ở đằng sau gáy. Trông ghét thế. Nốt ruồi sau gáy? Chẳng phải mẹ chồng mình cũng có một nốt ruồi sau gáy to đùng sao? Thế thì đúng rồi, bảo sao nó cứ một mực ngăn cản mình. Nếu mẹ con anh ta quả thực xấu xa, tham lam như vậy thì sẽ không thể giấu nổi được bản chất. Tiền mặt á? Tôi chỉ có vài tỷ ở nhà thôi. Ôi yên tâm, toàn người nhà mà. Mà tôi để trong tủ ở phòng ngủ của tôi chứ đâu. Ui, vài tỷ cơ. Mẹ, anh, hai người làm gì vậy ạ? Anh xin lỗi vì anh lại giấu em làm việc này. Thắng nó bảo mẹ dồn ít tiền để đưa cho cái Tâm, rồi xem mua cho em cái nhà riêng em nó ở, chứ em nó cứ bơ vơ như thế này rồi con sút ruột. Con mới là người phải xin lỗi, tự nhiên con lại có ý nghĩ không hay. Nếu con không nhầm, con chị của nó đã phát hiện ra chuyện mẹ con mình làm rồi. Cô ta cố tình nói như thế để thử lòng mẹ con mình thôi. Mẹ con mình không lấy là được. Con này nó cũng danh ma lắm đấy. Không được. Để xóa bỏ mọi nghi ngờ thì tối nay mẹ con mình vẫn phải hành động. Thôi, chuyện của Tâm em tự lo được. Anh và mẹ cứ yên tâm. Cay thật. Con này nó không tin mẹ con mình. Mà nó nhiều tiền như thế, mẹ con mình không đụng được tới, thế mới bực chứ nị. Mẹ yên tâm,
con sẽ lấy được toàn bộ chỗ tiền đấy, mà khiến cô ta không hề nghi ngờ gì mẹ con mình. Thế à? Con lấy hết như thế này là con Vân được nghi ngờ đấy. Có chuyện gì vậy? Nhà mình mất trộm à? Thế để anh báo công an. Anh không phải báo đâu. Là Tâm làm đấy. Là Tâm làm á? Làm sao nó biết được nhà mình không có ai mà lấy? Lại còn đúng lúc anh với mẹ về quê nữa chứ. Tâm nó ngày một biến chất rồi. Coi như của đi Thanh rồi. Dù sao thì nó cũng là em mình mà. Không được buồn nữa. Mẹ lấy 100 triệu trong số tiền hôm trước mẹ con mình lấy đi. Sao con lấy nhiều thế? Con lấy để làm gì đấy? Mẹ cứ lấy đi. Con muốn trở thành người tốt trong câu chuyện của chị em nó. Và số tiền này sẽ giúp con làm việc đấy. Anh có chuyện muốn nói với em. Trong đây có 100 triệu. Em cầm lấy để lo chi trả cho cuộc sống. Anh lại định giở trò mèo khóc chuột ra đấy à? Tôi không cần số tiền này. Em phải hiểu cho anh. Thời gian trôi qua, anh nhận ra rằng người anh yêu là em. Nhưng hiện tại thì Vân là vợ hợp pháp của anh. Trên danh nghĩa, anh vẫn phải quan tâm chăm sóc cô ấy. Anh không thể nào buông cô ấy được. Nếu mà làm như thế sẽ khiến cô ấy đau lòng. Nhưng mà thực sự thì anh cũng không muốn em phải buồn, phải khổ sở chỉ vì anh. Nếu ngày ấy không phải là vì mẹ anh một mực chia rẽ chúng ta, thì có lẽ bây giờ người chung chăn chung gối với em là anh. Em thật sự không phục. Tại sao chị ấy đã có tất cả rồi mà vẫn còn cướp anh khỏi em? Em cứ nghĩ là anh thật sự yêu chị ấy. Thế cho nên... Mà thôi, em sẵn sàng bỏ qua tất cả. Chỉ cần anh bỏ chị ta, quay về bên em cũng được không? Nhưng trong tay anh bây giờ không có gì cả. Em vẫn chấp nhận theo anh à? Anh không có, em không có, nhưng mà chị ta thì có. Em biết chỗ mà chị ta giấu vàng bạc và giấy tờ đất đai ở đâu đấy. Chỉ cần chúng ta tìm thấy thì chúng ta sẽ sống một cuộc đời vinh hoa phú quý mà không cần phải suy nghĩ bất kỳ một điều gì cả. Em định lấy bằng cách nào? Chứ em đến lấy thì sẽ bị lộ. Hay là để anh? Không được. Cái két sắt đấy chỉ có vân tay hai chị em có thể mở được thôi. Anh phải nghĩ ra một màn kịch đuổi chị ta ra khỏi nhà. Đến lúc đó em sẽ lẻn vào, mở két sắt và lấy tiền đi. Lần này em đi công tác 2 tuần cơ. Anh ở nhà để chăm sóc mẹ nhé. Em yên tâm, mọi chuyện ở nhà cứ để anh lo. Thôi em phải đi đã, muộn rồi. Ôi, quả này á, mẹ con mình á, nhiều tiền giàu to. Không dễ vậy đâu. Đúng là lòng tham thì không thể giấu được nhỉ. Tâm, là Tâm mở két sắt mà. Đúng là lòng tham vô đáy, mà ăn trộm thì quen tay. Mẹ và chồng con cản mãi không được, may có con về chứng kiến đấy. Chị đã nhìn thấy rõ bộ mặt thật của hai người họ chưa? Thật là đáng khinh mà. Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho ngày này lâu rồi, nhưng quả thật vẫn rất sốc vì độ cháo trở của mẹ con các người. Qua vụ mất tiền lần trước, hai người tự tin lắm đúng không? Nhưng mà rất tiếc là tôi đã đoán đúng. Số tiền đấy chắc chắn là do hai mẹ con họ lấy. Bởi vì nếu Tâm mà cần tiền thì có thể ra rút ngay ở tài khoản của mình, chứ việc gì phải vất vả trộm như thế. Những nghi ngờ trước đó của mình quả không sai. Càng ngày họ càng không nhịn được và dần lộ diện rồi. Đây là số điện thoại của mình mà. Anh ta dám lưu vào điện thoại của mình số điện thoại anh ta là Tâm sao? Vậy trước giờ những tin nhắn kia là do anh ta nhắn, chứ không phải là Tâm. Hắn ta dám chặn số điện thoại của Tâm nữa. Tên khốn, hắn đã từng bước tính toán
để chia rẽ tình cảm của chị em mình sao? Alo Tâm à? Sao giờ chị mới gọi cho em? Em không liên lạc được với chị. Em tưởng chị bỏ rơi em rồi chứ. Mà anh ta có làm gì hại đến chị không đây? Chị em mình bị người ta hãm hại rồi. Nhưng mà em yên tâm, chị sẽ không bỏ qua đâu. Chúng mày, chúng mày lừa tao để cho tao sập bẫy à? Nhưng mày nhầm rồi. Người có lợi nhất vẫn là tao. Hai chị em chúng mày đều đã qua tay tao cơ mà. Còn mày, một nửa tài sản của mày sẽ phải chia cho tao. Bởi vì đến bây giờ tao vẫn là chồng hợp pháp của mày. Để xem kỳ này ai cao tay hơn ai. Anh nghĩ cái tờ giấy hôn nhân mà trói buộc được tôi và anh à? Thì đấy là điều đương nhiên. Ok. Giấy trắng mực đen, chính quyền chứng minh rồi. Cô có xé cũng không hủy được đâu. Nhưng mà thật là đáng tiếc, tờ giấy đăng ký kết hôn đó chỉ là giả thôi. Chị, em biết là em không có quyền cấm cản chị, nhưng mà em sẽ đồng ý tán thành với một điều kiện là chị hãy đi đăng ký kết hôn giả đi. Nếu sau này khi chị có con mà anh ta vẫn đối xử tốt với chị thì lúc đấy hãy đi đăng ký kết hôn thật. Nhưng sao lại phải xử lý cồng kềnh thế? Chị và anh Thắng yêu nhau thật lòng cơ mà. Em xin chị đấy, chị nghe em nốt lần này thôi. Em muốn xác minh rằng anh ta có thật sự xứng đáng với chị hay không. Được. Mày, hóa ra từ trước đến giờ là mày thông đồng với nó đúng không? Mày, bà đánh đi. Để tôi có cớ mời hai người vào bóc lịch và ăn cơm nhà nước cho nó nhàn. Chứ đứng ở ngoài thế này, suốt ngày đi hại hết người này đến người khác, cũng tội người ta. Em, về với chị.